Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe rẻ, xe tốt, ở đó có Vuzi Auto. Vâng, và hôm nay với tiêu chí này, em lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Ford Escape sản xuất năm 2004. Một chiếc xe rất là đẹp luôn, bản XLT. Nội thất ghế da còn xịn sò cực kỳ luôn, sơn si đồng đều, form dáng thì rất là đẹp. Và con này thì sử dụng máy xăng 2.3, hộp số tự động, khá là tuyệt vời. Vâng, dòng xe này thì số gảy trên vô lăng nha các bác nhá. Và quý vị các bạn có thể nhìn là xe thì sơn si rất là đều luôn, bóng đẹp luôn. Thời tiết bây giờ là đang là gần 6 giờ rồi, 5 giờ 45 phút. Ngoài trời thì rất là tối, thế nhưng mà em phải tăng sáng lên một chút để quý vị các bạn có thể xem được một chiếc xe tuyệt vời, một chiếc xe đẹp mà không bỏ qua được chi tiết nào. Vâng, trước mắt quý vị các bạn đang là chiếc Ford Escape rất là đẹp, biển số Hải Phòng 15A19614. Chiếc xe là của cán bộ công an. Quý vị các bạn có thể nhìn là các bác ấy rất là giữ gìn và đi lại rất là cẩn thận. Là xe rất là vẫn còn rất là mới và rất là đẹp luôn. Cảm biến lùi gắn quanh xe, camera hành trình. Lốp lắp thì dày dặn, sử dụng 4 quả lốp khá là hầm hố to bản. Và con này thì sử dụng vành la răng 5 chấu của Ford nha các bác nhá. Lốp thì lốp Hàn Quốc. Đấy các bác có thể nhìn là lốp lắp thì vẫn còn rất là dày luôn. 4 quả lốp dày khự. Đấy. Cua lốp sạch sẽ nét lử. Và em đang đi nhìn thông số lốp. Quý vị các bạn nhìn là lốp 285, 235 này, 70, vành 16 nha các bác nhá. Vành la răng rất là đẹp. Phanh đĩa trên hai bánh trước, phanh tang trống đằng sau, kết hợp với phanh ABS an toàn. Một chiếc xe rất là đẹp, được chủ nhân giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Sơn si đều. Vâng. Và chiếc xe này mới lăn bánh theo order là được 15 vạn rưỡi. Cái này thì em cũng không để ý lắm, nhưng mà được cái là xe rất là chất luôn. Kính các thứ của xe thì còn zin. Kính zin luôn các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, lốp lắp dày dặn. Lốp Deadstone của Pagac. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, lốp lắp dày dặn sạch sẽ. Con này thì sử dụng đèn halogen thôi, nhưng mà bóng thì vẫn còn rất là sáng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Đấy, bóng rất là nét luôn các bác nhá. Đấy. Và form dáng của xe thì cực kỳ là hầm hố, khỏe khoắn. Cái này là em vừa mới mở lắp cabo, thế nên là nó vẫn còn đấy, em vừa đóng rồi. Đấy, xe rất là chất luôn. Form dáng đẹp. Cản trước thì các bác nhìn này, cản trước rất là đều luôn này. Cản trước đều, nét căng. Đấy, sơn si rất là nét, đều. Không lỗi lầm nha các bác nhá. Xe không có một lỗi lầm luôn. Đầu điếc còn nguyên, đằng sau vẫn còn nét. Và camera hành trình gắn sẵn. Vâng, trời tối rồi, em bật đèn lên cho các bác xem. Đấy các bác nhìn này, đèn đón sáng láng, sang trưng luôn. Full xa, đấy, rất là xa luôn. Đèn rất là đẹp. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, bộ đèn của xe rất là đẹp luôn. Mắt đèn thì tuy đã cũ theo thời gian, nhưng mà là đèn zin. Được cái là đèn thì rất là nét, sáng trắng luôn. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, đèn đóm sạch sẽ. Và bây giờ thì em sẽ đi xung quanh xe. Cảm ơn cho bác là chỉ trước của xe thì rất là đẹp. Các chức năng điện đóm thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Tappi sạch sẽ. Đấy các bác nhìn này, tappi này, phần da sờ rất sạch luôn. Phần gỗ, bọc gỗ này, vân nu này, rất là đẹp luôn. Đấy, còn kính điện thì lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường nha các bác nhá. Kính điện của xe hoạt động hoàn toàn bình thường. Em mở chốt lên, kính này, điều chỉnh là lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, lên xuống rất là nhẹ nhàng. Keo chỉ mướt mượt, không phải nghĩ ngợi. Keo chỉ thì còn tương đối thôi. Một chiếc xe được 16 năm rồi, thế nhưng mà độ chất chắc của xe thì vẫn còn nguyên. Và các cái ốc của bản lề đây các bác nhìn này, chưa có dấu hiệu gì gọi là tháo mở cả. Ốc bản lề rất là nét, đều. Đấy, con này thì đang bật gió máy rồi. Đây, em tắt cái này chị ạ. Đấy, gió gần như là rất là khỏe. Màn hình và nĩa các thứ đầy đủ luôn. Cửa nẻo thì chắc chắn đóng mở này. Đấy, các bác nghe tiếng đóng mở thì các bác biết là chất xe như thế nào. Đấy, một chiếc xe tappi sạch sẽ, keo chỉ mướt mượt, nội thất đẹp, sơn si đẹp, nội thất ghế da zin của xe Ford Escape. Đấy các bác nhìn nhá, một dòng xe 5 chỗ ngồi, dạng dòng SUV, trần nỉ này, sạch sẽ này. Dòng này thì nó chưa có cửa nóc nha các bác nhá. Đấy, cửa này đóng mở chắc chắn luôn. Đấy, lại khách gọi rồi. Tí em gọi lại. Đây, thế còn cửa thì phía đằng sau thì các bác có thể mở này. Cửa này, đấy, cửa kính zin của xe luôn. Đấy, không ốc ác là zin đét đẹp luôn này, ốc ác đẹp này,
Cửa thì cái chống ti này nó đang yếu một chút. Cái này thì tí mai em sẽ kiểm tra, vì xe vừa về thôi nên là quay luôn cho các bác để các bác cùng xem. Vâng, một chiếc xe rất là chất luôn, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Đấy, hộp đồ này, đồ nghề này, khuyến mại các bác cả kìm với tô vít luôn. Đấy, thế còn lốp sơ cua ở dưới thì mới kính quang luôn các bác nhá. Lốp sơ cua mới luôn. Cái này thì đang để này, thì sáng mai em sẽ chỉnh sửa lại mấy cái chi tiết dưới này để cho các bác cùng xem. Vâng. Thế còn đâu thì cửa nẻo này các bác nhìn này. Đấy, cửa rất là khít luôn này. Cửa khít chắc luôn. Đấy, không một khe hở, không lỗi lầm, cam kết cho bác không đâm đụng. Đấy, máy số zin không ngập nước, máy số cực ngon nhá, không zin nhưng cực ngon. Lốp đi la bác cực kỳ dày dặn của Hàn Quốc, phanh tăng trống này. Đấy, lốp cực dày. Đấy, các bác nhìn này, lốp láp dày dặn luôn. Cái loại này thì các bác có thể đi được vài năm nữa thoải mái luôn, không cần phải nghĩ ngợi nhá. Vâng, cửa nẻo thì rất sạch chắc chắn và các bác có thể đấy, cửa này đóng mở êm khít chắc chắn luôn nhá các bác nhá. Đấy, không có gì phải nghĩ ngợi luôn. Keo chỉ thì mướt muột, keo chỉ thì cam kết cho các bác là không phải nghĩ, keo chỉ rất là đẹp đều. Đấy, sơn xi rất là nét, tapi sạch sẽ và xe thì cũng vừa mới về bên em thôi. Thế nên là những bác nào mà yêu thích thì hãy alo ngay cho em, kẻo mà mất hình. Còn hình ảnh thì em chụp rồi, với căn bản trời tối rồi. Thế nên là em cũng quay nhanh cho quý vị các bạn những cái chi tiết cơ bản của xe thôi. Nội thất ghế da của xe này còn nguyên này, ghế da rất là đẹp luôn. Đấy, nó bị ngà theo thời gian rồi nhá. Nên là cái ghế này thì là cũng đã chủ nhân cũ người ta cũng đã bọc lại một chút rồi. Thế còn tappy thì cực kỳ sạch sẽ. Cái dòng này thì nó có cả túi khí cho người lái cũng như người ngồi. Đấy, túi khí ở trong đây. Hộp đồ này tương đối khá là rộng và có dây dợ các thứ cũng hơi lằng nhằng. Thì cái này em sẽ bố trí sau. Cái này là dây camera này. Đấy, thế còn màn hình thì tạm thời là em chưa thấy hoạt động. Cái này thì bây giờ em sẽ sang bên này để cùng mọi người cùng xem về nội trong chiếc xe này. Vâng, xe em vừa về cửa hàng thôi. Thế nên là có rất nhiều chi tiết là cũng có thể là nó khiếm khuyết thì cái đấy các bác thông cảm. Thế còn gương kính chỉnh điện, đấy, chỉnh điện luôn này. Đấy. Cửa nẻo thì chắc chắn, ghế thì chỉnh cơ. Đấy, xe thì đi được 15 vạn đấy các bác nhá. Em bật khóa điện lên. Kiểm tra sang cái màn hình như nào. Màn hình thì đấy, đây, màn hình ấn power này. Đấy, xem là các bác nhìn này. Đấy, logo Ford nổi bật lên luôn nhá các bác nhá. Màn hình đầu đĩa DVD có cả kết hợp với USB, cổng USB, cổng thẻ SD này. Đấy, thế còn điều hòa, điều chỉnh cơ thôi. Thế nhưng đặc biệt là con này là hai cầu điện nên là đây là nút cài cầu tự động hay là bật. Đấy, cầu điện lên là rất là hiện đại và cầu kiếc còn nguyên nhá. Đặc biệt là bộ cầu của nó còn nguyên. Thế mà cái camera hành trình thì cái này thì em sẽ kiểm tra lại. Vâng, chưa thấy nó hoạt động gì cả. Thế mà tí nữa thì em sẽ kiểm tra lại cho các bác. Đấy, về chất xe thì không có gì cần phải nghĩ ngợi luôn. Thế còn bây giờ thì ta sẽ đi đờ nổ chiếc xe này. Sau đó thì sẽ cùng kiểm tra. Đây cần số này, cần số này, tay cần số này các bác này. Đấy, lên xuống này các bác nhìn nhá. Đấy, số má lên xuống đầy đủ luôn. Thế còn gạt mưa, gạt kính, kiểm tra này. À, nước lôi vẫn phun phè phè. Đấy. Đấy. Gạt mưa vẫn còn ngon. Đấy các bác nhá. Vâng, các chi tiết thì vẫn còn hoạt động hoàn toàn ok. Túi khí còn nguyên. Và hiện thời là xe thì em sẽ đè nổ lên thì mới biết là có báo lỗi không. Đấy, máy lên luôn, đè nhẹ nhàng luôn và không có một chút lỗi lầm rồi nhé các bác nhá. Xe chạy cực đều, không có một chút lỗi lầm, 800 vòng trên một phút. Cũng là một mức đi rất là tốt luôn. Đấy, đèn lóm sáng láng, nội thất bên trong khá là sạch sẽ này. Đấy, nội thất rất là sạch sẽ luôn các bác ạ. Đấy, rộng rãi, thoáng đãng. Đấy. Và con này cảm biến lùi đây nhá các bác nhá. Cảm biến lùi đây, cảnh báo lùi này. Đấy, rất nhiều chức năng hiện đại ở trên xe. Đấy. Và bây giờ thì ta sẽ cùng đi đến khoang động cơ. Đấy, các bác nhìn này, đèn đóm này sáng láng, pha xác pha phiếc đầy đủ luôn. Đấy. Và ta sẽ cùng đi đến khoang động cơ để kiểm tra khoang động cơ. Sau đó thì ta sẽ cùng đi chiếc xe này về cửa hàng để ngày mai thì em sẽ cho xe lên sóng. Đấy. Vâng, một chiếc xe mới về cửa hàng thôi. Hôm trước thì mấy bác hỏi em về cái dòng Ford Escape này. Nên là bác nào mà yêu thì hãy alo ngay cho em nhé. Kẻo mà mất hình. Vâng, ngày mai em sửa chữa một chút những cái cơ bản, sau đó thì em sẽ cho lên sóng. Và trước mắt quý vị các bạn đang là khoang động cơ của chiếc xe. Con này sử dụng động cơ cam kép DOHC 16 van. Máy rất là tròn đều. Tuy nhiên là phần bệ có một chút vấn đề thì cái này mai em sẽ sửa. Cái đấy là cam kết cho các bác là khi các bác nhận xe là cực kỳ ngon luôn. Máy móc chạy cực kỳ êm chất, tiết kiệm nhiên liệu.
dầu mỡ đầy đủ, máy 2.3 mức tiêu thụ khoảng 10 đến 12 lít. Cái này là cam kết luôn. Vì máy rất là đều luôn và được bảo trì bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Tuy nhiên là khoang máy thì vẫn còn hơi bẩn một chút do là chủ nhân cũng không có thời gian để đi rửa máy. Đấy, phụ phanh ABS, trợ dầu của xe này rất là nét luôn. Và đặc biệt đây là bộ còi của xe. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, hàng hiếm luôn. Còn đây, trụ trước các thứ đầy đủ này, không lỗi lầm nha các bác nhá. Các bác có thể nhìn là xe không có một chút lỗi lầm luôn. Đèn đóm thẳng căng luôn, không có vết tai đèn gãy hay là hàn huyết gì cả. Đấy. Nói chung là không tránh khỏi những khiếm khuyết, nhưng mà đây là một chiếc xe rất là nét, không lỗi lầm. À, đấy các bác nhìn ạ, vâng, rất là đều luôn, thẳng căng luôn. Các cái phần sườn ốp không có vết đâm đụng này, rất là đều. Cabo này, các bác nhìn chỉ cabo này. Đấy, chỉ cabo thẳng căng luôn. Lỗ tròn đều, không lỗi lầm. Đấy, xe thì cũng gọi là tương đối. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, cũng gọi là tương đối. Và được giữ gìn rất là cẩn thận. Một chiếc xe 2004 đến bây giờ, vâng, mà giữ được như thế này cũng là một chiếc xe hiếm có, khó gặp. Đấy, gầm bệ này, khô ráo, máy móc này khô nét đẹp luôn này. Đấy, máy rất là khô. Và con này là hai cầu nha các bác nhé, dẫn động hai cầu tự động cũng như là cái chế độ bằng tay. Thế nên là những bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì đây là một cơ hội cho các bác. Hôm trước các bác có bảo em đăng ký, nhưng mà nói thật quý vị các bạn là khách em rất là nhiều. Thế nên là nhiều lúc là em cũng quên không kịp lưu số. Thế nên là những bác nào mà hay theo dõi kênh thì các bác có thể đây là một lựa chọn cho bác. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, nét căng, được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, sử dụng rất là cẩn thận, là một cán bộ trong nhà nước. Đấy các bác nhìn này. Đấy, xe rất là nét đều luôn. Đấy, xe đẹp, không lỗi lầm. Một chiếc 2004. Nói chung là giữ được như thế này cũng phải là một chiếc xe khó, khó có luôn đấy các bác nhá. Đấy, đèn đóm sáng láng luôn, không phải nghĩ, đấy, sáng cực kỳ luôn. Úi giời. Và bây giờ thì em với quý vị các bạn sẽ cùng đi chiếc xe này về cửa hàng. Đấy, tối rồi hẳn rồi. Đây là em đang bật flash nhá, chứ không thì tối không thể nhìn cái gì luôn. Và chúng ta sẽ cùng kiểm tra khoang động cơ. Mời lái xe lên. Đây chính là ông chủ của gọi là công ty sản xuất thiết bị bánh tráng. Đấy. Đấy. Con này khóa điện rất là an toàn, khi mà mình quên phát là nó khóa luôn, khỏi về hỏi luôn. Đấy, về chất xe thì quý vị các bạn có thể nhìn này. Đấy, đây là bác lái xe kỳ cựu bao nhiêu năm trong nghề. Đấy, số má lẩy tanh tách, không lỗi lầm nha các bác nhá. Không lỗi lầm một chút nào luôn. Xe thì cực kỳ chắc chắn. Và đấy, dậm phát cái là lên ga lên luôn. Đấy, và chiếc xe đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Những ai yêu thích chiếc xe này cứ alo nghe cho em qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926. Đấy, xe đẹp, giá rẻ chỉ có 165 triệu đồng thôi, hàng hiếm, tiền tươi thóc thật ở đây. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn. Đấy, xe rất là thoáng luôn, một dòng xe khỏe khoắn, bền bỉ, chất chắc. Đấy, và tiền ít thì thơm, chính là chiếc xe này. Đấy, còi cước các thứ đầy đủ, đèn đóm cực kỳ to. Đấy, các bác nghe tiếng còi là các bác biết là chất xe như thế nào. Đấy, một chiếc xe được giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Và đấy, đang đi trên đường, không lỗi lầm, xe đẹp đẽ, không lỗi lầm luôn các bác nhá, không có một chút lỗi lầm nào luôn. Đấy, và đấy các bác cơ hội mua một chiếc xe tuyệt vời là chính là chiếc xe này đây. Vâng, em Vũ Duy Auto xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Và chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý cho gia đình, người thân. Đi thì càng rẻ càng tốt, mà chất thì càng ngon là càng đậm. Vâng, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.